nét ở đây là sao, là từ ngoại hình cho tới tất cả những chi tiết ở bên trong á. Nè các bạn thấy dàn áo là không thua cái nào luôn nha, là cái nào cũng bể hết rồi đó. Thì mình nhận lại làm lại xe này á thì khoảng 12 triệu đô thôi. Rồi chào 500 em YouTube, thì hôm nay em sẽ tiến hành em làm máy và sửa chữa dàn chân cho một xe quay chạy tiền. Thì hiện tại luôn á, thì riêng cái xe này theo chia sẻ của anh trai chủ xe thì xe này là đúng máy chưa chỉ lần nào. Và đúng thiệt nha các bạn, xe này máy chưa chỉ lần nào thì thật sự là cái xe này kêu là rất nát luôn các bạn. Nét ở đây là sao, là từ ngoại hình cho tới tất cả những chi tiết ở bên trong á. Nè các bạn thấy dàn áo là không thua cái nào luôn nha, là cái nào cũng bể hết rồi đó. Thì mình nhận lại làm lại xe này á thì khoảng 12 triệu đô thôi. Là làm lại đây là gì, là máy và dàn chân á. Nhưng mà thực sự như chia sẻ của anh trai này á, thì các bạn nè, các bạn cầm qua lăng lên đi bảo là đúng xe này đẹp, ở ngoài nó nét có nào nét, nhưng mà đúng xe này là chưa mở lần nào. Thì đây là sẽ là cái ưu điểm của những cái xe chưa mở lần nào, là đồ đạc của người ta á, là sẽ không có bị phá bởi bàn tay người thợ. Nồi là có làm chưa? Chưa làm. Nồi chưa làm luôn thì nó sẽ rất là đỏ. Đây nếu nồi chưa làm thì gỡ lên coi thử phải bố càng dinh không. Rồi bố anh kèn dinh luôn đó, và vẫn còn rất là đẹp. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình làm lại, và quan trọng là người làm lại là ai, như thế nào, có bỏ đồ dinh vô lại hay là bỏ đồ lô vô lại đó. Thì thật sự là do anh đồ cũng còn đẹp luôn nha các bạn, nhưng mà giờ là cái xe này quá yếu rồi, cao su đỡ sơn mà không còn luôn nè, mất luôn đó. Thì bây giờ là mình sẽ nhận làm lại, và chắc chắn luôn xe này làm tiếp tiền thì mình không đụng bất cứ gì vô dàn áo của anh trai này. Đây là xe quay 4, 7, 8, 5, 6. Thì cái tính mình là không có chơi xe nào mình cũng làm hết á. Cho nên là hồi nãy vô mình không quay, mà mình tập trung mình mở cái dàn áo ra để làm chi, để mà mình chuẩn đoán cái máy thử làm ít hay làm nhiều, để mà mình biết mình xử lý dàn chân. Bởi vì tất cả những chi tiết này nè là hư hết rồi, không có còn thắng được nữa. Để mà mình đã dành tiền đó mình làm qua những cái này đó. Thì bây giờ là bắt đầu mình làm đó, và IC này là đang IC lô ha các bạn. Rồi thì bây giờ là mình sẽ thay IC dinh lại rảnh luôn á. Rồi chào 500 em YouTube, thì bây giờ là mình sẽ đến đồ của em đang tình gỡ theo dầu của xe quay 4, 7, 8, 5, 6 chạy tiền ra để mà vệ sinh. Thì trước khi mà vệ sinh á thì mình cũng quay cho các bạn thấy đó, tình trạng cái xe này rất là xấu, bẹn dầu bên đồ ở trong đất cát của phong nè. Thì để mình coi thử là mình có giống như là vệ sinh nó được hay không, hay phải thay mới nha các bạn. Bởi vì cái xe này á, cái dĩ thắng này rất là mắc tiền nè. Thì dĩ này thì đang xài dĩ lô đó, nếu mà mình mua về dĩ dinh đồ lại thì mắc tiền. Thì mình cũng phải quay rõ ràng luôn cho các bạn coi và chủ xe coi, rồi bắt đầu mình mới tiến hành mình làm. Bởi vì nếu mà thay nguyên vàng dĩ thắng này luôn là nó cũng cả 1-2 triệu hay hơn rồi, bởi vì cái dĩa này không hẳn giờ đã một triệu bài rồi. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi chào 500 em YouTube, thì giờ mình sẽ đủ chuẩn bị đồ quấn dàn chân nè, bố thắng hãng, bố sao xin Ford này là em xài Ben đồ lại của hãng luôn nha, để mà cứu heo dầu trước đó. Tất cả mấy cái Ford dầu, heo dầu này rồi là hãng hết. Mình xin phép đỡ ở đây tại hôm nay gió đang lớn, đây mùa Noel rồi, em đỡ em đây rồi đó. Xin Ford này cũng là hãng luôn nha, cái này là Ford của heo dầu bên trên, heo dầu dưới luôn á. Mình gỡ ra vệ sinh sạch sẽ hết cho em. Rồi cao su lót sơn, cao su đầm, tay thắng, bộ nhôm sinh dĩ, với lại mình vún cái bánh cặp bánh nữa là dừng nữa các bạn. Trong thời lố tiền ở nhiêu đây là đủ lố rồi nha các bạn. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi chào anh Tý. Chúc bộ chế hợp khí nè anh em. Chúc bộ chế hợp khí ở đâu? Bộ chế hợp khí này chào anh Tý. Tối cũng cứng dữ quá. Đâu, quá thật luôn hả? Xe này anh chủ xe nói là từ lúc mà anh mua tới giờ là anh chưa có thay, anh chưa có sửa lần nào luôn nha. Lốp. Lọc gió đâu mà gỡ lọc gió ra coi, nhiều khi còn miếng bột không á, không còn lọc gió luôn á. Cao su gấp thay mới rồi nè. Phục này là phục hồi lại quá xì nát luôn nè. Thay ti luôn á. Này mua thêm hai cái này nữa, bở nát quá rồi không mua không được. Rồi chào 500 em YouTube, thì đây là cái máy của xe quay chạy tiền. Giờ chạy tiền hay chạy gì, có nát hay có xấu gì em cũng rửa sạch sẽ hết nha các bạn nha.
Rồi sau khi mà rửa sạch sẽ hết á, em sẽ thay bật đèn máy xịn NTN. Đó. Tại vì em thì em hay xài NTN em quen, chứ còn thực sự là lựa chọn miễn bật đèn tốt là được. Giờ nó đóng bạc dĩa đề đóng bạc lại để khỏi xì nhớt. Cái máy xe này đối với em là đẹp, bởi vì sao, xe nào đó giờ chưa sửa chữa lần nào, mặc dù chỉ ra rất là gớm, số em sẽ thay một bộ số mới, cốt còn số em sẽ thay cốt còn số mới luôn. Riêng về phần nồi nè thì em giữ lại, em thay giờ chuông ép tăng đa em giữ lại cặp nhông nồi, bởi vì xe này anh trai làm là anh trai đi giao hàng chứ không phải là làm là để dọn mới hay cái gì hết. Thì cái việc mà xe hú hay không hú là do cặp nhông này, thì em không thay cặp nhông này thì cái xe có hú hay không hú em cũng không biết. Không, cái này là nói thẳng nha, chừng nào xong á chạy thì mới biết. Và kinh tế xe này làm á thì rất là hạn hẹp, mà cái xe hư rất là nhiều, cho nên mình cố gắng mình quýnh từng chi tiết. Thì lúc mà ráp xong mình sẽ ra cái xe mình quay cho các bạn coi. Đi chở hàng thì đi chở hàng, nhưng mà mình vẫn xài bố xịn, chứ các bạn đừng có nói em anh Tây, em sinh viên hay em khổ, em khó khăn gì. Thật sự nếu mà các bạn có khó khăn thì các bạn nên như bạn trẻ này, bởi vì thà các bạn đau một lần rồi thôi, các bạn xài đúng đồ xịn. Nhưng mà cái máy vẫn nhận vẫn rất là rẻ nha các bạn, thì các bạn xài đúng đồ xịn, bố tốt bố đồ thì các bạn đi nó lâu được, nó bền được, thì các bạn chở hàng quanh năm được. Chứ còn bây giờ mình làm nguyên một cái máy á, mà mình xài đồ lô 1-2 triệu mình ráp nguyên cái máy, thì các bạn đi một thời gian, các bạn phải làm đi thời gian, các bạn phải làm, các bạn thấy một cái xe dinh của người ta nè, người ta tệ mười mấy năm mà vẫn chưa bị cái gì đó, xì nhớt xì đồ được thôi đó. Rồi ron tất cả ron em xài ron hãng hết, Ford em thay Ford mới đó. Bích tông xe này là đúng ép tăng đa luôn. Bây giờ em lên cốt 1 nè, em sấy lòng lên cốt 1, đầu em vệ sinh sấy số bắp rồi sạch sẽ lại. Qua lăng xe này nè, đó các bạn nhìn cái qua lăng gì các bạn biết xe còn đẹp rồi đó. Nhưng mà dĩa đề của xe này thì tét, với lại cục đề xe này đang đi cục đề lô đề Mikamakong đó, mà thì mình quay trước hiện trạng xe luôn. Thì vậy là xong xe này rồi, thì giờ mình tiến hành mình ráp hết cho em trai, và mình sẽ đi ra xe mình nói rõ quan điểm với mình, bởi vì thật sự cũng rất là nhiều anh em ta nói mình có kinh tế hạn hẹp, nhưng mà muốn làm một cái xe lại thì thật sự mình cố gắng mình giúp, nhưng mà trong khả năng của mình thôi, bởi vì mình thì mình luôn xài phụ tùng chính hãng chứ không phải mình xài đồ lô, cho nên là hai cái giá thành nó sẽ khác nhau, nhưng mà chất lượng cũng sẽ khác nhau, và cái chế độ bảo hành em bảo hành cho các bạn nó cũng khác nhau ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi chào 500 em YouTube, thì bây giờ mình kết thúc cái xe quay chạy tiền của em trai. Thì tổng cái xe này mình làm là 14.546.000. Mình làm những gì? Đầu tiên mình làm một cái máy zin. Mình đóng tăng bu. Ơi, đứng yên thơ. Tại vì em không biết quay á, em quay á khán giả chửi rồi lắm. Tại chủ xe quay giùm mình luôn các bạn. Mình đóng tăng bu bánh sau. Đó. Bánh trước là không đóng tăng bu, tại bánh trước xài thắng dĩa tới đây, cho nên là không đóng tăng bu. Đi chậm chậm nha. Rồi mình thay là niền trước xịn, niền sau xịn, thay vỏ trước, thay vỏ sau và thay bộ câm mới. Đó, quay về để khán giả thấy bộ câm mới này, là chủ xe tự quay, anh em thông cảm nha. Rồi mình thay một cái dĩa thắng trước xịn nè, mình thay bố thắng, vệ sinh heo dầu trên, heo dầu dưới, thay cái tay thắng luôn. Rồi thay Ford, tất cả Ford Ben đều là thay tay hãng hết. Phun đầu đèn trước, anh có ghi phun đầu đèn trước là gì, là anh thay cái miếng này nè, lại miếng này là giống như hai bờ đầu á. Rồi anh thay một cái gì trước để cho nó cứng lại, chứ cũ nó cũng gãy hết rồi, không gắn lại được. Anh thay bộ nhôm sinh dĩ loại thường 450, thay nhôm sinh dĩ nè, thay cao su gấp nè, cao su đầm nè, thay bố thắng sau hãng xịn nè, thay cái lọc gió, làm cổ phục chân ba trước và sau, thay cái bao tay, 4 cái bạc đạn bánh nha, nhớ nha, 4 bạc đạn bánh, còn cái bạc đạn cù dĩa là không thay. Nói chung là kêu là quýnh là tiết kiệm hết cỡ luôn á. Rút câm, dây ga, dây e, dây km và tiền công là hết, bỏ rửa là không lấy tiền. Rồi xong đi 10 ngày ở đây là em sẽ không có quay chủ xe là hỏi xe ngon hay dở, bởi vì ngon hay dở thì thực sự là đi 10 ngày sau sẽ biết, đúng không? Rồi đi có trục trặc gì là quay lại anh canh chỉnh. Đó, rồi giờ là giờ chạy tiền tiếp nha. Rồi anh chỉ hỏi em là tại sao á mà em đem cái xe này của em đi sửa mà em không mua cái xe mới. Thứ nhất cái xe này là của coi như là của bà già em rồi đó. Cho nhưng mà chưa có chỉnh sửa, chưa có làm gì anh, là xe chỉ có thay ngoài thôi, còn máy móc thì chưa có đụng á. Giống như
anh tay anh sửa là anh biết máy móc anh chưa có đụng luôn. Chỉ có xưa thì có cái thay cái dĩa thì dĩa lô đó, dĩa thì ở nhà cũng thay chắc cũng cũng đa lô luôn nha. Dạ ở nhà đó dĩa lô, còn bây giờ thay anh tay thay dĩa zin đó. Để còn với xe này kỷ niệm mà đó, giờ với bây giờ em cũng đang chạy giao hàng á, kỷ niệm với bà cũng đưa đi cho và cũng sửa lại cho đàng hoàng đó. Với thấy anh tay trên YouTube làm thì cũng để ý anh tay xài đồ tốt ngon. Bây giờ thì chưa biết đi chưa cảm nhận sao, thì sau 10 ngày thì mới biết mới trả lời được. Ok, cái nổ máy thì em nghe thì cũng thấy êm máy rồi đó. Chưa chạy thử luôn nha bạn, tại mình cũng không cho chạy thử luôn. Yeah. Mình nói đỡ đi 10 ngày sau đi sẽ chính xác cụ thể hơn. Còn mấy cái lặt vặt thì cao su thì có thể cần thắng, có thể 10 bữa sau thì em có tiền. Đúng. Anh thay giùm. Nhưng mà nói trước luôn là cái cục đời xe mình đang cục đời lô nha. Tại vì lô anh vẫn đỡ vậy dạ, anh dạ. Không có thay. Bất công mà nói sau này tưởng đâu anh tay đổi cục đời em chết tay luôn á. Rồi cảm ơn em. Cái đèn này rung rung là hết luôn anh ta hả? Cái này là chẳng hỏi nói luôn. Ví dụ á, ngày anh thấy này mới thay mà mới, nhưng mà trong đây là anh chét keo hết á. Tại vì cái đèn này của em nó cũng gãy hết rồi, không còn gì ấy, nên anh chét keo rất là nhiều hôm nay. Sau này mở ra đỡ khỏi thắc mắc sao anh tay thay đồ mới mà anh tay lại chét keo không vậy. Bởi vì cái này là cái đèn của nó gãy chân hết rồi. Em cầm anh là ok anh. Em cầm em lắc thử nó cứng ngắt à. Hết lắc rồi. Rồi vậy cảm ơn em. Rồi chào 500 anh em YouTuber. Thì đây là anh trai chủ xe quay chạy tiền. Thì bữa giờ đi mấy ngày rồi? Từ ngày 20 tới giờ là nói lớn nha, nói lớn. Từ ngày 20 anh tay giao xe là tới giờ là 3 ngày anh. Rồi giờ bữa nay bị sao chạy qua? Tăng sên anh. Sên đó còn máy móc là thấy ngon đầm. Rồi anh làm dặn chân mấy 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 máy móc sao nói lại ông nói lớn lên mắc cỡ quá. Máy móc là coi như là lúc mà chưa làm thì nó kêu, nó xào dữ lắm, kêu vô hẻm mà kêu gào yếu nữa, lên dốc cầu yếu lắm. Đó. Giờ làm lại thì máy êm giọt. Rồi bữa giờ đi 3 ngày là đủ cảm nhận không hay là chờ đi thêm? Rồi ok anh, cái này là ok đó. Nhưng mà xì nhớt xì nhau gì không? Không anh, không xì nhớt xì nhau. Bữa giờ coi thử là xì nhớt xì nhau không, gì không? Xì nhớt xì nhau. Giờ dàn chân đồ chạy giờ dàn sao đâu? Dàn chân là cứng anh thay coi như rút căm mà thay mặt đạn làm cổ phụ chắn ba là ngon lành đó. Chứ hồi xưa đi nó đảo ta lái nó rung hoài. Chạy nó không có đầm chắc nữa. Chứ anh chạy giờ cũng mới anh tay nó rô đai anh chạy dưới 50 à. Sao đâu chạy ấy. Thì đô đá nhưng mà mình chạy dưới 50 ờ, nhưng mà không phải là chạy dưới 50 mà chạy tà tà. Mình được quyền mình chạy 100 hoặc là 80-90 nhưng mà đừng có giữ cứng ra. Ví dụ như là mình lên là mình thòng, ví dụ mình lên 70-80 được nhưng mà mình thòng lại liền đó. Rồi thấy xe đồ nó khỏe hơn cũ chưa? Khỏe hơn cũ à. Rồi có cảm nhận gì đồ nữa không? Giờ là máy móc ngon anh, ít hao xăng nữa, thêm ru. Ủa ngày đi hết bình xăng không ta? Đi hết á. Ngày đi hết bình xăng á. Mấy mà anh chạy cỡ 120 cây nó trên 100 cây mà. Khoảng có chừng từ 100 tới 150 cây đổ lại á. À một ngày chạy cỡ đó. Phải đâu khoảng đó. Trên 100 cây mà dưới. Nói chung là tại vì giao hàng đồ là đa số là anh thấy anh làm cho người ta đa số khách nào cũng chạy ngày trên ngày mà hết bình xăng được hết á. À đúng rồi. Rồi vậy là cảm ơn em rất là nhiều. Để mà mấy bữa nữa ghé anh thay nhớt khoảng cuối tháng rồi ghé. Ok.